Xin chào bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Sadek. Ngày hôm nay mình đến vườn của em Nhật để quay chia sẻ giao lưu với anh em một số cây phô hoa giấy Mỹ anh em. Có số cây rất là to, cây bé, dáng đa chủng loại nha anh em. Anh em gặp Nhật để nghe một số và giá luôn anh em ơi. Rồi, chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay đến vườn em có một số cây phôi hoa giấy muốn giao lưu cùng với cô chú, anh chị, các bạn. Và để không mất thời gian, sẽ lên cây đầu tiên. Cái số điện thoại như mình ghi màn hình anh em. Bắt thông số luôn Rồi, nha cây coi. này có thông số hoành cổ là 34, sổ đế 48, cao 75. Còn đế thú này anh em, lưng rất là dài, rất là to. Rồi cái này em xin giao lưu là 370k. Đế của Bao sống nó, bao ship tủ bài á. đế nó đặc thù luôn anh em ơi. Bây giờ em chúc chậu có bầu. Ok anh em quan sát cầm xuống cây luôn anh em ơi. Rồi xuống cây luôn nha coi. Rồi bà tiếp tục mình đến cây thứ hai bà. Bắt Rồi thông cho số cây thứ đến hai luôn nha coi. rồi cái thông số cây thứ hai này hoành cổ 30, sổ đế 45, cao là 85. Rồi, cái này em cũng xin giao lưu là 380k. Cây giao lưu chúc chậu bao bầu qua sống mà xếp toàn quốc nha anh em. Anh em qua sẽ cảm thấy mình xuống cây luôn bạn. Xuống cây luôn. Rồi tiếp tục đến cây thứ ba nha anh em. Rồi, ta đến với cây thứ ba. Rồi, cây này có thông số hình cổ là 31, sổ đế 45, cao là 67. Giao lưu giá sao rồi? Rồi, cái này em xin giao lưu là 350k. Dạ ok anh em qua sát xuống cây luôn anh em. Xuống cây luôn. Tiếp tục đến cây thứ tư anh em ơi. Rồi ta đến với cây thứ tư. Cây này có thông số hoành cổ là 23, sổ đế là 50, cao 65. Cái này có phong dáng đế công các bạn, dáng đẹp. Rồi cây này em xin giao lưu là 330k. 330 cây giao lưu bao sống ở xếp toàn quốc nha anh em quan sát cầm xuống cây luôn rồi xuống cây luôn cây. Tiếp theo đến cây thứ năm anh em ơi, con này có Rồi bà ta đế đến rất là cây thứ to. năm. Cây này có thông số mình có là 36, sổ đế 49, bay là 70. Cây này em xin giao lưu là 430k. Cây Cây của bà đế này rất là giấy to rất như là này, to. đây rất là to. Rồi, ok xuống cây luôn như này. Tiếp tục đến cây thứ sáu nè mày. Rồi tiếp theo là cây thứ sáu. Cây này có thông số hoành cổ là 30, sổ đế 48, cao là 60. Rồi, cái Cây này giao này em lưu xin sao? giao lưu là 280k. Cái này anh em có thể ép đổ được nha anh em. Cái này đế công, ép đổ có thể ép đổ được nè. Rồi anh em quan sát xuống cây luôn như này. Xuống cây luôn này. Rồi tiếp tục mình đến cái thứ bảy nè mày. Rồi ta đến với cây thứ bảy. Cây này có thông số hoành cổ là 25, sổ đế 40 và cao là 78. Rồi cái này em xin giao lưu là 350k. 350 cây giao lưu bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Anh em quan sát tầm hẹp xuống cây được. Rồi xuống cây được như thế. Rồi tiếp tục mình đến cái thứ 8 nha mày. Rồi ta đến cây thứ 8. Cây này có thông số hoành cổ là 22, sổ đế 36, cao là 72. Rồi cái này em xin vô lưu là 320k. Rồi ok, xuống cây này. Tiếp tục mình đến cái thứ 9 nha nè. Cây này có phẩm dáng Rồi tiếp theo là cao cây mà. thứ 9. Cây này có thông số hoành cổ là 25, sổ đế 41, chiều cao của nó là 96. Rồi cái này em xin vô lưu là 300k. Cây bao sóc bao ship, khi giờ em chúc chậu quá bầu. Dạ, anh em quan sát cầm xuống cây luôn như này. Xuống cây luôn như này. Rồi, tiếp theo mình đến cái thứ 10. Rồi, đến với cây thứ 10. Cây này có thông số hoành cổ là 30, sổ đế là 40, cao là 56. Rồi, cây này em xin giao lưu là 320k. Ok, cây dáng cũng đẹp trai quá. Anh em quan sát em xuống cây luôn nha nè. Xuống cây luôn như này. Tiếp tục mình đến cái thứ 11 nha nè. Rồi, tiếp theo là cây thứ 1. Cây này có thông số là hoành cổ 28, sổ đế 40 và cao nó là 49. Cây này xin vô lưu là 230k. Cây giao lưu chúc chậu bao bầu nha anh em, bao sống qua xếp toàn quốc. Rồi ok, xuống cây luôn như này. Tiếp tục mình đến cái thứ 12 nha anh em. Rồi, tiếp theo là cây thứ 12.
Cây này có thông số hoành cổ là 22, sau đấy 37, mai của nó là 50. Rồi cây này cũng xin giao lưu là 230k. Cây giao lưu bao sống ở xứ toàn quốc nha anh em. Xuống cây lưu nhật rồi. Rồi tiếp theo mình đến hướng 13 anh em ơi. Rồi ta đánh với cây thứ 13. Cây này có thông số hoành cổ là 29, sau đấy 37, cao nó là 62. Rồi cây này cũng xin giao lưu là 270k. Rồi ok anh em quan sát tổng thể em xuống ngay nha anh em. Cây này có cái lưng cong cũng khá đẹp trai quá. Xuống cái lưng như này. Rồi tiếp theo mình đến cái thứ 14 nha anh em. Rồi ta đến cây thứ 14. Cây này có thông số quanh cổ là 31, sổ đế là 46, chiều cao nó là 50. Rồi cây này em xin giao lưu là 450k. Cây bonsai dòng lực anh em, cây bệ đế nó to đặc, con này trồng bay phù hợp. Anh em quan sát tâm thế em xuống cây luôn như này, xuống cây luôn như này. Tiếp tục mình đến cây thứ 15 anh em ơi. Rồi ta đánh với cây thứ 15. Cây này có thông số bình cổ là 23, số đế 44, cao là 86. Rồi cái này em xin giao lưu là 300k. Cây đế thú nè, có cao. Anh em quan sát tầm thêm xuống cái lưng năm. Rồi xuống cái lưng đây. Rồi tiếp tục anh đến cây thứ 16. Rồi tôi đến cây 16. Cây có cao nha nè. Cây này có thông số bình cổ là 27, sổ đế 42, cao là 1m16. Rồi cây này em xin giao lưu là 280k. Cây này phù hợp ghép tăng vũ mà. Rồi anh em quan sát tổng bộ em xuống cây anh em. Rồi cây xuống cây lâu nhật rồi. Rồi tiếp tục em lên con số 17. Rồi tiếp theo là con số 17. Cây số 17 này có thông số hoành cổ là 23, sổ đế là 42, cao 92. Cây này em xin vô lưu là 350k. 350. Cây bên giường mình giao lưu là bao sóc bao ship toàn quốc, chúc chậu bao bầu như nè. Rồi em quan sát con tô nữa, em xuống cây này em ơi. Rồi xuống cây luôn nha cây. Tiếp tục đến cái thứ số 18 anh em ơi. Rồi tiếp theo là cây thứ 18. Cây rất là to, rất là khủng cây luôn nha nè. Cây này có thông số hoành cổ là 32, sổ đế 47, và chiều cao của nó là 94. Cây này em xin giao lưu là 480k. Cây này nhìn bên ngoài rất là khủng nè, mày để cái bàn tay mày vô cái lưng nó nha, cái tay rất là để mấy bàn tay mới bít cái lưng mà. Rồi quay vòng vòng cho anh em xem phong đế cái xuống cây là cái rất là già cây như nè. Rồi xuống cây là như cây. Rồi tiếp tục mình đến cây số 19 các bạn. Rồi tiếp theo là cây số 19. Cây này có thông số hoành cổ là 32, sổ đế 42, chiều cao nó là 90. Cây này em xin vô lưu là 320k. Cái này có phong đế cong nha nè. Rồi anh em quan sát tua em xuống cây, cây được cây cúc cao, có phẳng tân luôn nè. Rồi xuống cây luôn như cây. Tiếp tục mình đến cây số 20 nha nè. Rồi tiếp theo là cây số 20. Cây này có thông số quanh cổ là 26, sổ đế 43, chiều cao của nó là 70. Rồi cây này cũng xin giao lưu là 320k. Rồi ok xuống cây luôn như cây. Tiếp tục được mã số 21 nha. Rồi ta đến với cây 21. Con này có thể trồng đổ được anh em, còn ở đế cong đẹp. Chẳng quái. Thông rồi, số như cây. Có thông số hoành cổ là 27, số đế 43. Và cao nó là 44. Rồi cái này em xin giao lưu là 270k. Cây giao lưu bao sống xếp toàn quốc anh em quan sát cái xúc cây luôn anh em. Xúc cây luôn như cây. Tiếp tục bắt được con số 22. Rồi, con dáng mọc rễ con ác quái. Rồi cây này có thông số hoành cổ là 21, sổ đế 42, cao của nó là 47. Cây này em xin giao lưu là 230k. Chào ok xuống cây luôn như vậy. Tiếp tục bắt được cây số 23 nè mày. Rồi ta đến với cây thứ 23. Cây này có thông số hoành cổ là 22, sổ đế 45, cao của nó là 55.
Rồi cây này em xin vô lô là 280k. Cây này bao sống bao ship ạ. Rồi xuống cây là như vậy. Rồi tiếp tục mình đến cây số 24 nha nè. Rồi ta đến với cây thứ 24. Cây này có thông số hình cổ là 20, số đế là 38, cao nó là 48. Rồi cây này em xin giao lưu là 180k. 180 bao sống bao ship nha nè. Rồi cây số cây là như vậy. Tiếp tục mình đến cây số 25 nha nè. Rồi tiếp theo là cây số 25. Cây này có thông số hình cổ là 29, số đế 42, và bài của nó là 50. Con này có bài đế rất là to các bạn. Rồi cây này em xin giao lưu là 350k. Cây giao lưu chút chậu bó bầu nha nè. Anh em quan sát cảm thấy mình xuống cây luôn mà. Rồi xuống cây luôn như vậy. Rồi tiếp tục mình đến cây số 36. À 32, 26 nè. Cây số 26. Rồi cây thứ 26 này có thông số hoành cổ là 30, số đế 50, cao của nó là 49. Rồi cây này em xin giao lưu là 400k. Cây lưng gù rất là đẹp các bạn. Rồi anh em quan sát tổng thể xuống cây nha nè. Cây nào bao sống bao xíu hết nha nè. Rồi xuống cây luôn vậy thôi. Rồi tiếp tục mình đến cây số 27. Rồi cho tôi đến cây 27. Cây này có thông số hoành cổ là 22, số đế 48 và cao nó là 60. Cây này em xin du lưu là 270k. Cây này có vết chạy. Chạy khi vận chuyển của người về bơi keo rồi. Cái này em bớt rồi còn 250k. 250 nè. 250k. Rồi, ok, anh em quan sát tôi nằm xuống cây nè mày. Rồi xuống cây luôn nhiều cây. Rồi tiếp tục mình đến cây mã số 28 anh em ơi. Rồi đến với cây thứ 28 thì có thông số hình cổ là 25, số đế 45, cao nó là 54. Rồi cây này em xin giao lưu là 280k. Con này anh em có thể ép đổ được nha anh em. Anh em quan sát tầm thêm xuống cây này anh em ơi. Cây dáng quái á, xuống cây luôn vậy cây. Tiếp tục mình đến cây mã số 29 các bạn. Rồi tiếp theo là cây số 29. Con lưng gù. Rồi cây này có thông số hình cổ là 22, số đế 46, cao nó là 80. Rồi cây này em xin nhu là 300k. Cây này anh em về mà thu bonsai sai là quái đó các bạn. Cắt cành ngắn ngắn lên em. Cho nó đổ gục xuống chút xíu sau bonsai sai rất là đẹp đúng không ạ. Rồi anh em quan sát tầm thể em xuống cây này anh em ơi. Rồi xuống cây luôn vậy đây. Rồi mình đang giới thiệu hai tàng. Rồi tiếp tục mình đến cây mã số 30 nha anh em. Rồi tiếp theo là cây thứ 30. Cây 30 này nó thông số mình cổ là 26, số đế là 45, cao nó là 160. Cao đó là 49. Rồi cây này cũng có vết thẹo chạy khi vận chuyển về, đã bơ keo rồi. Rồi cây này em xin giao lưu là 150k. 150 bao sống bao xếp toàn quốc luôn ngày nay mai. Này quan sát tổng thể xuống cây luôn mà. Rồi xuống cây luôn nhiều đây. Rồi tiếp tục thì mình có dòng combo nè. Combo đây có combo 4 cây nha nè. Rồi báo thông số lần lượt anh em từ cây luôn nha cây. Rồi combo này cây thứ nhất này có thông số hoành cổ là 24 và số đế là 40, cao nó là 43. Rồi con thứ nhất của combo duy nhất anh em, mình có bộ thôi. Rồi lúc xuống lên con thứ hai cho nên xem như đây. Rồi tiếp tục mình đến con thứ hai luôn. Rồi, con này có thông số là hoành cổ là 18, số đế 35, cao nó là 51. Rồi xuống luôn lên tiếp tục con cho nên xem. Rồi tiếp tục cây thứ ba anh em ơi. Cho mọi người thước đo thông số của mình. Rồi quán thông số cho anh em xem đây. Cái này quên đo quá. Thứ ba thông số cổ là 17, số đế là 37, vai của nó là 50. Rồi quay vòng vòng cho anh em xem phong dáng cái xuống luôn, còn cây nữa lên luôn nè. Xuống cây luôn nè mày. Rồi còn cây cuối cùng của bộ combo duy nhất này nè mày. Cây này cây thứ tư nha nè. Rồi cây thứ tư này có thông số hình cổ là 17, số đế 35 và bay của nó là 45. Rồi bốn con giao lưu sao như vậy? Rồi bốn con này em xin giao lưu là 450k. 450 là bốn con nha nè. Bốn con. Đây một con nè. Con đó hai con, đang còn ba con.
với con cho bằng sen mới hạ xuống là bốn con. Bốn con này giờ lưu 450 là bao sống bao xếp nha anh em. Cây chút chỗ bao bầu. Anh em quan sát cái em kết thúc clip anh em ơi. Rồi anh em liên hệ với Nhật thì số hồng ghi trong hình đó, số lượng nó có rất là nhiều anh em. Anh chốt số lượng sỉ thì ép Zalo liên hệ với nó nha. Để em xin phép kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Chào anh em luôn cái Nhật luôn. Rồi chào cô chú anh chị và các bạn.